Chủ Thủy Thần Hải Triều Vân Âm được môn giải thoát vô biên pháp trang nghiêm. Vị Hải Triều Vân Âm chủ Thủy Thần có một sức lực như Hải Triều Vân Âm, vị này dùng vô lượng vô biên pháp môn để trang nghiêm Phật đạo, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chủ Thủy Thần Diệu Sắc Luân Kế được môn giải thoát quán sát chúng sinh, nào giác hóa được thì dùng phương tiện nhiếp hết thảy. Vị Diệu Sắc Luân Kế chủ Thủy Thần này có quàng, diệu sắc và kế vòng tròn. Vị này quan sát chúng sinh nào cơ duyên chín mùi thì đến giáo hóa trước, dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để phổ nhiếp chúng sinh này chính cho họ giác ngộ, được giải thoát, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chủ thủy thần thiện xảo tuyển phục được một giải thoát diễn nói khắp cảnh giới tâm sâu của chư Phật. Vị thiện xảo tuyển phục chủ thủy thần này minh bạch pháp môn thiện xảo phương tiện, cho nên nói pháp này lần thứ nhất, rồi lần thứ hai vì sợ chúng sinh không hiểu, cho nên nói đi nói lại. Vị này dùng pháp thiện xảo phương tiện để giáo hóa chúng sinh vì Ngài đắc được tam muội thiện xảo. Vị này dùng đủ thứ pháp phương tiện để diễn nói cảnh giới thâm sâu của mười phương chư Phật, có khi dùng quang minh để diễn nói pháp môn thiện xảo. Có khi dùng âm thanh để diễn nói pháp môn thiện xảo, có khi dùng âm thanh nước chảy để diễn nói pháp môn thiện xảo. Đó là một giải thoát vị này đáp được. Chủ thủy thần ly cấu hưởng tích được một giải thoát hiện khắp đại quang minh thanh tịnh. Vị ly cấu hưởng tích chủ thủy thần này đã lìa khỏi tất cả nhiễm ô mà đáp được thanh tịnh. vì thanh tịnh cho nên sinh ra năm thứ mùi hương điều hòa những mùi hương này tụ lại khiến cho pháp giới đều thành tịnh không nhiễm ở trong tận hư không khắp pháp giới đều hiện ra đại quang minh tạng đó là một giải thoát vị này đắc được chủ thủy thần phước kiều quang âm được một giải thoát thành tịnh pháp giới chẳng có tướng cũng chẳng có tánh vị phước kiều quang âm chủ thủy thần này phước như kiều lương nhiều vô lượng lợi ích đối với chúng sinh quang minh của vị này giống như thuyết pháp có lợi ích đối với chúng sinh vị này đắc được một giải thoát thanh tịnh pháp giới chẳng có tướng chẳng có tánh pháp giới thanh tịnh thì hợp với hư không làm một cũng chẳng có tướng cũng chẳng có tánh nó là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng không thể dùng lời để nói vậy vô tướng có tánh chăng cũng chẳng có tánh cho nên mới hợp với hư không làm một thả chủ thủy thần tri túc tự tại được một giải thoát biển đại bi vô tận vị trí túc tự tại chủ thủy thần này đắc được trí túc đắc được tự tại cho nên ngài là thần khoái lạc vị này dùng tâm đại bi để giáo hóa chúng sinh cho nên luôn luôn nghĩ nhớ chúng sinh không quên chúng sinh thường ban vui cho chúng sinh thường cứu khổ cho chúng sinh chẳng có thời giờ nghỉ ngơi do đó gọi là biển đại bi vô tận đó là một giải thoát vị này đắc được con người thì sợ chẳng biết đủ không biết đủ tức là khổ, biết đủ thì vui. Do đó, tri túc thường là năng nhẫn tự an, nghĩa là biết đủ thì vui, nhịn được thì yên. Vui vẻ tức là biết đủ, yên ổn tức là tự tại, không biết đủ, là một việc thống khổ nhất. Sao gọi là không biết đủ? Ví như có người, vốn chẳng có nhà để ở, chẳng có cơm ăn, chẳng có đồ mặc, nghèo mạt dẹp y bèn nghĩ ước gì có cái phòng nhỏ để ở thì sướng biết mấy do đó tối ngày khởi vọng tưởng về phòng ở nếu có bộ đồ mặc thì ấm biết bao tối ngày cứ khởi vọng tưởng về quần áo ước gì có vật gì ăn thì sướng biết mấy do đó tối ngày khởi vọng tưởng ăn một ngày nọ phòng ở cũng có đồ mặc cũng có vật ăn cũng có phòng thì có thể che mưa che gió y phục thì có thể che thân, vật ăn thì có thể ăn cho khỏi đói. Nếu biết đủ thì chẳng cần cầu gì nữa. Xong yên lại khởi vọng tưởng. Ta ở nhà lớn thì tốt biết mấy, mặc đồ quý giá thì tốt biết mấy, ăn vật ngon thì tốt biết mấy. Đó là biểu hiện không biết đủ. Lúc trước không có phòng ở, bây giờ đã có phòng ở, còn muốn ở nhà lớn. Trước kia chẳng có quần áo mặc, bây giờ có quần áo mặc, còn nghĩ muốn mặc đồ quý giá. Trước kia chẳng có cơm ăn, bây giờ có cơm ăn, còn nghĩ muốn ăn đồ ngon. Đó là tâm tham không đáy, cho nên nói, không biết đủ là khổ. Có phòng ở, có đồ mặc, có cơm ăn, lại muốn làm quan, được làm hiện trường, hiểm chê trước nhỏ, muốn làm tỉnh trường. Được làm tỉnh trường, hiểm chê nhỏ, lại muốn làm tổng thống, lại muốn làm người lãnh đạo thế giới, được làm người lãnh đạo thế giới lại muốn làm thượng đế trên trời, các bạn thấy đó không biết đủ là khổ như thế, dòng chỉ có vị chủ thủy thần này biết đủ, cho nên tự tại, đó là một giải thoát vị này đắc được. Chủ thủy thần Tịnh Hỷ Thiện Âm được một giải thoát ở trong đạo tràng chúng hội Bồ Tát làm đại hoan hỷ tạm. Vị Tịnh Hỷ Thiện Âm chủ thủy thần này thường sinh tâm hoan hỷ thanh tịnh kéo diễn nói diệu pháp âm vị này ở trong đạo tràng chúng hội bồ tát khiến cho tất cả đại chúng hải hội đều đắc được đại hoan hỷ vì đắc được đại hoan hỷ cho nên gọi là tạng đó là môn giải thoát vị này đắc được chủ thủy thần phổ hiện oai quang được môn giải thoát dùng sức phước đức rộng lớn vô ngại xuất hiện khắp các cõi vị phổ hiện oai quang chủ thủy thần xuất hiện khắp lại có đại oai quang vị này dùng sức phước đức vô lượng vô biên vô ngại xuất hiện khắp trong mười phương cõi nước phước là do tu đức là do làm mới có vị này minh bạch được cảnh giới này mà vào môn giải thoát này chủ thủy thần hống thành biến hải được môn giải thoát quan sát tất cả chúng sinh dùng phương tiện để điều phục phát khởi như hư không vị hống thanh biến hải chủ thủy thần này âm thanh như tiếng hống của sư tử làm chấn động vô lượng chúng sinh trong các cõi nước nhiều như số hạt bụi. Vị này quan sát được hết thảy tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng phương tiện điều phục để giáo hóa tất cả chúng sinh. Tuy nhiên giáo hóa tất cả chúng sinh, xong tất cả chúng sinh tự giáo tự hóa, cho nên ngày hành sở vô sự, chẳng chấp trước tướng, đó gọi là phát khởi như hư không. Trong kinh Kim Cang có nói, diệt độ tất cả chúng sinh rồi mà chẳng có chúng sinh nào thật diệt độ tất cả cõi chúng sinh đều không nhưng nguyện lực của phật vẫn chưa tròn đầy cho nên vị thần này quán sát tất cả chúng sinh phát khỏi nguyện rộng lớn thần thông rộng lớn như hư không dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để điều phục tất cả chúng sinh đó là môn giải thoát vị này đắc được Bây giờ chủ thủy thần phổ hưng vân tràng nương oai lực của đức Phật quán khắp tất cả chúng chủ trụ